Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2021 nha anh em. Mình xin giới thiệu với anh em ha, 12 pha mai, trong đó có 11 pha mai vàng và 1 pha mai tứ quý nha anh em. Hôm nay đặc biệt hôm lên hàng khá đẹp không nha anh em. Đây đặc biệt hôm nay có cây số 1, cây mai vàng thăng trực đế lưu nha anh em. Đế lưu chính hiệu nha anh em. Cây số 1 là cây mai vàng thăng trực đế lưu chính hiệu nha anh em. Đó, anh em đang chơi nhìn phát thấy mấy gói là biết luôn rồi ha. Đây là cây số 2, cây mai vàng sát lớn nha anh em, hoành 780 ha, giá hữu tình nha anh em. Số 2 là mai vàng hoành 780 nha anh em. Đây cây số 3, cây mai vàng siêu phẩm dáng thú nha anh em, mấy cái bạn quá trời luôn ha. Số 3 là mai vàng siêu phẩm nha anh em. Cây số 4 là cây quái dị cà na ha, có hàng nha anh em. Có cái súng luôn ha. Đó. Có cái súng luôn nha anh em. Và tiếp theo là những phôi giá sinh viên nha anh em. Đây mai vàng đế khủng. Thằng lắc luôn nha anh em. Một cốt. Xù nách nha anh em, cũ đặt nha. Số 8 cũng siêu phẩm nha anh em. Cũ khá đẹp ha, xù nách. Số 9 cũng là mai vàng nha anh em. Để nè. Để dết dết lậu nha anh em. Số 10 là mai vàng 1 cốt. Số 11 cái lùng đực sát lớn giá sinh viên nha anh em. Số 12 là phô mai tứ quý ha, giá sinh viên cho anh em chơi ha. Rồi nhắc lại số điện thoại đi em ơi. 0978 nha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại của Quyền bổ sung góc trái màn hình để chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha. Em bắt đầu là cây số 1, cây mai vàng thăng trực đế lưu chính hiệu nha anh em. Ở anh em đang chơi Vĩnh Phát biết cục này cục lưu rồi ha. Hay buổi giờ kiếm mấy cục này hơi hiếm nha anh em, bỏ gói không ha. Đúng đẹp, đúng truyền thống luôn nha anh em. Đúng truyền thống, cây nằm lưu, cây nằm hũ hồi xưa luôn ha. Đó, mấy cái gói đi ra đụng dành lưu nó cuốn vô đó nè. Rồi, quay cho anh em xem ha. Để gần nó đặt này nha nè. Đó. Thằng nó, đế nó qua dần đẹp nha nè. Đó. Tròn ủm luôn ha. Cái bợi trên dữ lắm nha nè. Đúng đế quay dần luôn ha, thằng quăng dần dặn dặn đẹp nha anh em. Đế này đủ tiền, lâu lắm mới thấy cục đế truyền thống này nha nè. Rồi cho thông số luôn mày, em lấy hai vân tay em ốp cái cục đế kia quỳ. Đó, anh em nào quan sát cái cục đế ngoài với trong hình này nha anh em. Đó, hay vô hay so sánh hai vân tay là anh em biết cục đế ngoài bự lắm ha. Rồi cho thông số luôn đi em. Rồi điểm. Thông số luôn. Chiều cao là 124 ha. Chiều cao 124. Quả thăng là 44 nha Nam. Cụ đặt là 90 nha. Cụ đặt là 90. Đế sổ cao là 39. Sổ là 389 nha Nam. Cục này nó gọn nhìn ngoài đã lắm nha Nam. Đường kính bầu là 66 nha. Đường kính bầu là 66, chiều cao chim ơi. Rồi cây mã số 1 giá sao em ơi? Cây mã số 1 cho luôn với giá là 18 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 1 giá 18 triệu, rõ. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tới quốc nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là mai vàng nha anh em. Cái mai vàng thăng trực ha. Hoành 60 70 nha anh em. Sát lớn mà giá mềm cho anh em chơi ha. Cây bây giờ thời buổi bây giờ anh em đi săn mà kiếm được mà hỏi vô mấy cây 6 70 anh em hỏi giá cũng
cũng khó nghe lắm nha anh em. Nhưng mà này em bấn được giá mềm, báo giá mềm cho anh em chơi ha. Rồi quay luôn em. Cây thân năng cây rất lực nha anh em. Đế 24 giờ. Cây nở hậu nha anh em. Cây quách dữ dằn ha. Rồi này hai cái quách nó dữ dằn nha anh em. Đế 24 giờ. Rồi em lấy hai dây tay ốp cái cây các em. Đó, anh em hình dung ở ngoài ha. Ngoài là dữ dằn lắm anh, hồn dĩ cây nó bự lắm nha nè. Rồi, thông số luôn em ơi. Chiều cao là 115 nha. Chiều cao là 115. Rồi, hai vị trí đi các em nhỏ nhất nè. Vị trí này là 60 chuẩn luôn anh em. Một vị trí này là 60, là hơi hẹp anh em ha. Rồi đây vị trí này nè. Ngay đầu đế luôn nè nha, là 67 nha. Rồi, 67, hai vị trí nha nè. Mà cây ngoài nó lực, nó bỏ tông cao ha, lực lắm nha nè. Đường kính bầu là 75 luôn nha. Đường kính bầu là 75. Rồi, cái mã số 1 này giá sao luôn em ơi? Cái mã số 2 này em giao lưu với giá là 19 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị. Sau ghi anh em cái mã số 2 giá của em nó là 19 triệu 500 hai anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền Tây Bắc luôn ha. Anh em thấy cái nước năng nó bự ha. Thằng nó cũng đang lên xù hả cô chú anh chị nè. Thằng nó già cây hay nè, nó cổ cây nó xù luôn ha. Cái lọt giót nha nè. Rồi xin nhắc lại với anh em cây mã số 2 giá của nó là 19 triệu 500 nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền Tây Bắc ha. Cái hoành này thì giá này rất là dễ nghe nha anh em. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 3. Cái mây vàng siêu phẩm nha anh em. Dạng quái thú nha anh em. Cây này nhìn ngoài khó lớn nha anh em. Thú này. Thú khủng nè. Rồi quay đây. Cây này gắt lắm nha anh em. Cây này anh em nuôi đường dài tương lai ha. Quái lạ cây nha nè, bự lắm. Nó bỏ mấy cái bạn là lót ở trong dữ lắm nha nè. Cây nguyên ghim không nha nè. Đó, dưới đất đi lên được đầu không ha. Ở nè, thấy cái bạn nữa nè. Mình mẩy nó già cây xù nhiều nha nè. Anh em quan sát nè. Này đẹp lắm nha nè. Rồi quay đem. Rồi cho thông số luôn em ơi. Cây mã số 3. Cây mã vàng siêu phẩm nha nè. Chiều cao là 48 nha. Chiều cao là 48. Phần thân là 37. Đường kính bầu là 65 nha. Chiều dài là 65 cũng như là mình thú dài 65 luôn nha Nam. Rồi cái mã số 3 giá luôn ơi. Cái mã số 3 em giao lưu với giá là 8 triệu 3 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 3 giá 8 triệu 3 nha Nam. Hổ chạy Nam xếp mọi miền tôi quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 4 nha Nam. Cái mây vàng quái gì cà na ha. Có cái hàng nóng luôn nha Nam. Ồ, anh em thấy cái hàng chưa? Tháo quái nha nè. Quái ha, cái này rất quái nha nè. Đây anh em thấy cái hàng ha.
cái hàng này nè, bỏ quẩy nha, à quẩy đi, thân thì cục cành gì nhím như nè. Rồi cho thông số luôn, mã số 4. Chiều cao là 68 ha. Chiều cao là 68. Rồi. Còn năm đôi chín này là 30 ha. Mình thắng là 30. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu là 40. Gọi cái mã số. Mã số 4 nha luôn, giá 3,2 cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 4 với 3,2 nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 5. Cái máy vàng nha anh em. Đó, bonsai quái luôn ha. Giá là lai thú nha anh em. Giá hậu tình cho anh em chơi ha. Mã số 5. Rồi thông số luôn đi mày. Chiều cao là 42 ha. Chiều cao là 42. Mình ăn đôi chiếc này là 27 ha. Mình thăng là 27. Đường kính bầu là 43. Đường kính bầu là 43. Rồi cái mã số 5 này giá sao mày? Cái mã số 5 Zalo giá 1,9 triệu chứ anh chị ơi. Rồi cái mã số 5 với 1,9 triệu nha. Rõ. Rồi tiếp theo mã số 6. Cái máy vàng bonsai lục lực nha nè. Cũ vào bá mà giá mềm ha. Cho anh em ghép vui chơi trải nghiệm nha nè. Lấy thịt đè người luôn. Lấy thịt đè người. Rồi thông số luôn mày. Rõ. Chiều cao là 33. Chiều cao là 33. Mình ăn đôi chiếc này là 43 nha. Rồi nghe vị trí này 43. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Rồi cây mã số 6 giá sao mày? Mã số 6 giao lưu giá 2 triệu chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 6 giá 2 triệu nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 7 là mây vàng nha anh em. Cái mây vàng bonsai lục lực đế khủng nha. Đế các bạn nó dữ lắm nha, bậy dữ lắm nha anh em. Nhìn ngoài ha. Rồi quay đem. Để bỏ gói 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 mày nè. Xù nách luôn ha. Để cho nó cuộn cuộn cuộn. Đặt kẹo như nè, bánh mì đặt gột ha. Đây. Các bạn này dữ lắm nha nè. Lót đặt kẹo ha. Và em lấy hai anh tay em ốp cái cục đế cho hình dung ngoài nó bự cái nào. Rồi nè anh em ha, anh em nhìn hình thông chuyên ha, quan sát hai cái vàng tay với cái bầu lên em nhìn ở ngoài nó bự lắm nha anh em. Cái mình em là đụng cái bầu rồi đó cái chú anh chị, nó không có thu gọn trong hình ha. Đó. Cục đế này lên chậu phô diễn nguyên cục đế như mặt chậu luôn nha nè, khá đẹp ha, nó lắc luôn, cốc cành đẹp. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao là 69. Cái này em đo hai vị trí cho nên tham khảo đi ha. Rồi. Rồi em đo cái vị trí này là 29 ha. Rồi. Ngay đầu đế này nha. Ngay đầu đế này cũng vẫn là tính mình quỳnh thăng này nha. Tại đo cho anh em cho nó thơm thảo luôn ha. Cái vị trí này là 35 ha. Rồi, quỳnh thăng là 35. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu là 60. Rồi cái mã số 7 này giá sao ơi? Rồi cái mã số 7 giá 8,8 nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 8. Cái bây vàng một cốt nha anh em. Xù. Cái bây vàng một cốt đế cũ ha. Cái bây vàng một cốt ha, đế cũ đặc nha anh em, xù nách nha. Cái cũ tròn cái banh nha anh em. Rồi quay đi em. Em tiến hơi xa nên cái hình ảnh nó không được nét. Thôi em tiến gần lại cho anh em xét cây ha. Củ đặc nha nè, củ nhìn ngoài ghê lắm. Mấy cây này anh em nhìn trong hình 7 ra ngoài như tới 10 nha anh em. Anh em thấy cái củ nó tròn nè, chậm chậm. Ủa,
Rồi, anh em mình dùng ha. Nó già cây nó xù nách nhiều lắm nha nè, nách chảy. Giót đọt luôn nha nè. Đó. Quá đẹp. Củ tròn. Rồi em lấy hai tay em ốp cái củ em ơi. Nè. Cả củ ngoài dữ lắm nha nè. Rồi, gõ. Rồi. Quỳnh Thăng đo ngay vị trí này là 45 nha. Quỳnh Thăng là 45. Đường kính bầu nó là 60. Đường kính bầu là 60. Rồi chiều cao 1m6 nha nè. Rồi đo cái cũ luôn em ơi. Rồi. Cũ đặt. Cũ đặt nó là 80 nha cô chú anh chị. Cũ đặt là 80 nha em. Rồi cái mã số 8 này giá sao em ơi? Cái mã số 8 này em giao lưu giá 10.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 8 giá 10.800.000 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền nó quá ha. Rồi gõ. Xin nhắc lại với anh em là cây mã số 8 giá 10.800.000. Rồi tiếp theo mã số 9 cây mai vàng. Cây mai vàng đế quái nha anh em, đế khủng nha. Rồi. Đế là hoặc như đế cây bàn nha em. Em thấy nó đặt nè, đế lực lực không. Rồi cho thông số luôn mày, cây mã số 9. Chiều cao là 54. Quỳnh Thăng đo chiếc này là 24 ha. Quỳnh Thăng là 24. Đường kính bầu là 46. Đường kính bầu là 46. Rồi cái mã số 9 này giá sao mày? Mã số 9 giao lưu với giá là 3.2 cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 9 với 3.2 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tao quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 10 là cái máy vàng 1 cốt đến 24 giờ thăng. Một cốp nha nè, giá sinh viên cho anh em ghép vui chơi trải nghiệm ha, một chai nguyên thủy ha. Em tiến hơi xa nên cái hình ảnh nó hơi tối ha, thôi em tiến gần cho anh em xét cây. Đế là 24 giờ nha nè, đó, đế nè. Rồi cho thông số luôn em ơi. Quỳnh Thăng đo chiếc này là 27 ha. Quỳnh Thăng là 27. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu là 50. Thằng nó cũng nặng, nó nhìn nó giót như nè. Chiều cao nó tầm 1m5 đó cô chú. Chiều cao 1m5. Rồi cái mã số 10 này giá sao em ơi? Cái mã số 10 giao lưu giá 1.500.000 cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 10 giá 1.500.000 nha anh em. Hảo cho anh em xếp mọi mệt quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 11 là cây mai vàng. Cái mai vàng bonsai lùng lực nha nè. Sát lớn mà giá mềm nha. Rồi quay đẹp. Đấy, bỏ gối gối cũng đẹp nha nè. Sát lớn mà giá hữu tình cho anh em chơi ha. Tại nó bị chi tiết lỗi nên báo giá anh em cho nó hợp lại cho anh em đầu tư mình nuôi. Bỏ số tiền cho mình nuôi xứng đáng nha nè. Đó, đây bị chi tiết như sau. Cây này là nó bị bọng nha nè. À, bị bể khúc này ha, nói thẳng với anh em ha. À, cái này mua lúc nó trộm đất ở đây mua bự xuống bị lủng nha anh em, nên bảo giá anh em lủng cho anh em mua ha. Rồi cho thông số luôn mày. Cây đang khỏe mạnh bình thường cây bao sống cho anh em yên tâm ha. Chiều cao là
Chiều cao là 62. Mình ăn đôi chiếc này là 46 ha. Mình ăn là 46. Đỉnh bầu 60. Đỉnh bầu 60. Còn cái mã số 11 là giá sao em ơi? Mã số 11 cho luôn giá 2,1 triệu luôn chú chị ơi. Rồi cái mã số 11 với 2,1 triệu nha em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Cái này em mua 4-5 triệu nha anh em. Mà 4 không vậy bán còn 2,1 triệu ha. Lời rồi. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 12 là cái mai tứ quý nha anh em. Cái mai tứ quý 1 cốt ha. Giá mềm cho anh em chơi nha anh em. Sắc lớn mà giá mềm nha nè. Để 24 giờ ha. Rồi cho thông số luôn mày. Rồi. Bình ăn đôi chiếc này là 45 nha. Bình thăng là 45. Đường kính bầu là 55. Đường kính bầu là 55. Cái này cao 1m8. Cao 1m8 vậy nè. Rồi cái mã số 12 giá sao em ơi? Cái mã số 12 giao lưu với giá 3,2 triệu của chú anh chị ơi. Rồi cái mã thứ quý mã số 12 cái sát lớn chợ bám giá chỉ 3,2 triệu nha nè. Còn phải hỗ trợ anh em mới ship mọi miền tới quốc nữa ha. Rồi cây mã số 12 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nếu hết cái nào lên hãy trực tiếp với Quyền là số 0939860078 nha em. Anh em nếu quý hiếp chưa thì bấm cho mình cái đăng ký kênh, nó có vượt cái thân cây và đi coi hình phục vụ cho anh em. Thằng ấy chờ anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.